Chào các bạn, trong video này thì mình sẽ nói kỹ chi tiết hơn về cái file center. Thì trong cái file center mà các bạn tạo được trong ví dụ trước ấy, thì các bạn đã lưu nó lên trên server và khi các bạn kiểm tra ấy, thì các bạn tạo một cái file local ấy, thì cái file uh, local đến được lưu trên máy của các bạn tại cái đường dẫn mà bạn thiết lập ở trên này option vào file location thì cái file local nó sẽ được tạo ở đây thì khi bạn kích uh, khi các bạn chọn một cái đường dẫn file local này thì nó đã nằm trong này rồi, đã thuộc trong này rồi ok thì cái file local nó sẽ nằm ở cái đường dẫn các bạn chọn ở đây rồi bây giờ có một số quy tắc khi các bạn tạo cái file central rồi thì bạn nhớ là không bao giờ các bạn làm việc với file file central cả Đấy. khi các bạn là một cái thành viên trong nhóm bạn không phải là một leader thì cả bạn càng không có quyền được làm việc trực tiếp với file central đó là quy tắc bất di bất dịch và khi các bạn muốn làm việc thì các bạn phải tạo cái file local à, để các bạn làm việc với nó và yếu tố thứ hai là các bạn nhớ là các bạn phải tạo file local mỗi khi các bạn mở Revit bởi vì rằng nó sẽ giúp cái file của các bạn làm việc được sạch sẽ hơn, an toàn hơn. bởi vì sao? bởi vì là khi các bạn tắt Revit đi, các bạn đi đâu đó chẳng hạn, thì tất cả các team khác trong nhóm vẫn đang làm việc và đã có sự cập nhật lên cái file central rồi. và khi các bạn trở lại làm việc ấy, các bạn lại mở lại cái file local của các bạn thì cái file local của nó đã không được update trong suốt cái quá trình các bạn đi ra ngoài rồi và để các bạn update các bạn lại phải thực hiện cái bước là đồng bộ từ dữ liệu từ cái file uh, center về cái file local của các bạn cũ đấy thế thì mình không cần phải làm thế thay vì mình phải làm như thế mất thời gian chờ đợi cách đồng bộ như thế thì mình sẽ tạo luôn một cái file local mới từ cái file center và điều đấy luôn đảm bảo rằng là cái file local của các bạn luôn luôn sạch sẽ và các bạn nhớ là khi các bạn làm việc với nhiều người như vậy trong một team như vậy thì các bạn phải ưu tiên sử dụng cái chế khi các bạn cần phải làm việc trên một cái phần tử mà nó thuộc sở hữu của một cái người khác. Đấy thì các bạn sử dụng cái chế độ mượn phần tử element borrow. Các bạn mượn phần tử đấy để các bạn làm việc chứ các bạn không cần phải bảo yêu cầu cái người đấy phải chuyển toàn bộ cái workspace chứa cái phần tử đấy cho các bạn các bạn chỉ cần làm việc thôi các bạn kích vào phần tử đấy các bạn thay đổi kích thước của nó chẳng hạn thì lập tức nó sẽ Revit nó sẽ xử lý nếu như cái phần tử đấy nó thuộc về người khác thì ngay lập tức một thông báo sẽ gửi đến cho cái người kia rằng là bạn muốn mượn cái phần tử đấy và ngay lập tức bạn nếu người ấy đồng ý cho phép các bạn mượn thì các bạn sẽ được xử lý cái phần tử đấy ngay và khi các bạn làm việc xong thì các bạn trả lại cho người ta đã được tức là bạn luôn luôn nhớ đấy là rằng nhớ rằng là các bạn sử dụng cái chế độ mượn phần tử chứ không cần phải xử lý toàn bộ gốc xét từ cái gốc xét có thể sở hữu bởi bạn hoặc là một người nào đó trong team của bạn và các bạn không cần phải nhờ người ta chuyển toàn bộ cái gốc xét đấy cho bạn đó chuyện hết sức bình thường nhớ là chúng ta chỉ sử dụng cái chế độ mượn phần tử thôi và một cái điều nữa quy tắc nữa là các bạn phải nhớ đồng bộ cái công việc của bạn trên cái file local lên cái file center một cách thường xuyên như mình đã nói trong video trước ấy, thông thường từ khoảng 20 trên 40 phút thì các bạn nên đồng bộ lên một lần ai cũng vậy tất cả các team trong nhóm tạo thành một cái thói quen như thế để file center luôn luôn được cập nhật Ok trong cái quy tắc đầu tiên là không bao giờ làm việc file center vậy có khi nào file center này được mở ra không nó chỉ được mở với tư cách nếu như bạn là leader và với những cái công việc nhất định thì các bạn sẽ mở cái file center này ra thì khi nào khi các bạn cần phải bảo trì các bạn mở ra bạn mở cái file center này ra để các bạn kiểm tra xem là cái cái mô mô đồ mô hình của mình dựng có đúng không có cái lỗi gì không tức là cứ thông thường trong một khoảng thời gian một tuần một lần chẳng hạn vào thứ sáu chẳng hạn à, khi mọi người nghỉ thì các bạn mở ra còn kiểm tra lại cái file central này một lần để các bạn xem xem là cái file central của chúng ta đã dựng đúng chưa đấy à, ý nghĩa thứ cách à, cái thứ hai là để khi nào các bạn mở file central là khi các bạn cần update một cái link ví dụ như là các bạn làm việc với một cái bên thứ ba và người ta gửi cái link cho các bạn à, cái link ví dụ như link nhau tocat link pdf vân vân thì các bạn mở file Center này ra để các bạn cập nhật lại những cái link này của các cái bên tư vấn người ta gửi cho các bạn để các bạn nhúng vào trong Revit để các bạn làm việc ấy. thì các bạn thay vì các bạn làm cái việc đấy trên file local thì các bạn làm trực tiếp trên cái file center này luôn rồi là khi các bạn muốn lưu trữ lưu giữ lại một cái project cái dự án này của bạn ở một cái giai đoạn nào đấy các bạn lưu giữ thì các bạn lưu cái file center này à, chứ các bạn không lưu trữ ở cái file local rồi là khi các bạn muốn backup lại một cái giai đoạn nào đấy của cái file Center, tức là một thời điểm nào đấy các bạn muốn backup lại. Ví dụ vẽ sai, nhầm, hoặc bị lỗi các bạn muốn backup lại ở một cái phiên bản cũ nào đấy thì các bạn sẽ sử dụng cái file Center này để các bạn thực hiện cái việc khôi phục backup. À, ngoài ra còn có những cái công việc khác mà tùy cái hoàn cảnh mà các bạn nếu mà là một leader ấy thì các bạn cảm thấy là nếu các bạn làm trên cái file Center này nó nó tiện nhanh hơn an toàn hơn so với cái file local thì các bạn có thể sử dụng file center mở cái file center này ra để các bạn thực hiện và um, các bạn nhớ là khi các, các cái công việc mà hầu như các công việc mà mà xử lý với file center là các cái công việc phải mất nhiều thời gian và các bạn lưu ý khi các bạn xử lý cái file center này là khi không còn ai trong team của các bạn làm việc nữa đấy bạn có thể là vào làm việc vào chiều thứ sáu Đấy, khi thứ bảy chủ nhật mọi người nghỉ hết rồi, các bạn ngồi lại, các bạn bắt đầu các bạn làm việc gì thì làm với cái file center khi bạn là một cái bạn là một leader. Đấy, thì khi các bạn đã làm việc thì không còn ai có thể không ai nên làm việc nữa, chỉ mình bạn làm trên cái file center này thôi. Và khi bạn mở file center này ra để các bạn làm việc thì bạn nhớ không tạo cái file uh, local. Đấy, nhớ là không tạo cái file local bằng cách là bạn tích chọn là không tạo có một cái nút bên dưới khi bạn mở một cái file center ấy giống như video trước mình có nói nó có một nút là create new local ấy. thì bạn bỏ tích ở đấy đi thì bạn mở trực tiếp cái file center lại ra để các bạn làm việc và có một điều quan trọng nữa cần phải nhớ là các bạn nhớ giải phóng à, tất cả các cái quyền sở hữu trước khi các bạn tắt làm việc xong ấy và các bạn tắt cái file center để trả lại nó cho các cái công việc à, hàng ngày thì các bạn phải nhớ giải phóng cái quyền sở hữu của các bạn ra bởi vì rằng nếu các bạn sở hữu ấy, thì khi các các thành viên trong nhóm làm việc ấy, nó sẽ bị uh, báo là cái phần tử này thuộc về bạn Đấy, rất nhiều các phần tử sẽ thuộc về bạn và uh, các thành viên này sẽ yêu cầu bạn là mở cái file ra rồi giải phóng cái quyền cho bạn thì bạn không muốn như thế thì khi các bạn làm xong thì bạn giải phóng toàn bộ cái quyền sở hữu của các cái phần tử trong Revit đi do vậy là ai muốn làm gì thì làm nó không phải liên quan gì đến bạn nữa đấy là các cái quy tắc và các cái vấn đề mà mình muốn trao đổi cho các bạn khi các bạn làm việc với file center rồi trong video sau thì mình sẽ nói thêm các cái vấn đề khác nữa khi các bạn làm việc nhóm trong đội bit hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo